Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cảnh báo cho người Việt tại Mỹ. Gần đây, tôi được một số bạn đọc ở Mỹ hỏi rằng có nên đầu tư mua bất động sản tại Florida hay không? Dường như đang có một làn sóng người Việt đổ xô đi mua nhà, tập hợp lại để định cư và làm ăn tại bang này. Đó là vì giá nhà đất ở đây đang rẻ đi nhanh chóng, và nhiều chủ nhà tại Florida đang muốn bán rẻ bất động sản của họ. Tại sao giá nhà tại Florida lại bất ngờ rẻ đi nhanh chóng trong 2 năm trở lại đây? Đó là vì các lý do sau. 1. Florida đang đối mặt với các thảm họa khí hậu nghiêm trọng sau đây. Mực nước biển dâng liên tục gây ngập bãi biển Miami và khu vực nội ô thành phố, và các cơn siêu bão dễ đổ bộ và quét qua bán đảo này. 2. Vì mức rủi ro cao nên giá trị bảo hiểm về nhà cửa, dù của nhà nước hay tư nhân đều bị nâng lên theo. Florida là một trong 19 bang cộng thêm quận Columbia mà người sở hữu nhà cửa phải đóng thêm một phần khấu trừ về thiệt hại do bão tố gây ra bên cạnh khoản bảo hiểm tiêu chuẩn. Bão vào càng nhiều thì phần khấu trừ này càng nhiều. Mấy người đi mua nhà cần phải đọc hết và kỹ bản hợp đồng mua bán rất cẩn thận đấy. Bảo hiểm tài sản ở Florida là bảo hiểm tất cả mọi thứ gắn liền với tài sản đó và lợi ích kèm theo, ngay cả đất, nước và không khí. Do đó, giá trị bảo hiểm sẽ rất cao nếu có rủi ro lớn. 3. Như tôi đã viết trong bài, biến đổi khí hậu không tạo ra một nền khí hậu bình thường mới, mà là các thảm họa liên tục và kinh khủng hoàn toàn khác trước. Link dưới video, ở Florida đã và đang gặp tình trạng khủng hoảng như sau. Khi mực nước biển dâng làm ngập các căn nhà, thì nó cũng có thể làm hạ giá bất động sản. Và như thế, chính quyền đô thị ở đó sẽ mất nguồn thu thuế từ nhà đất, giá nhà hạ thì thuế bất động sản hạ, từ đó không còn khả năng chi dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng mới giúp bảo vệ cộng đồng bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Nhiều tác động khí hậu có thể đồng thời xảy ra cùng một lúc, và các cộng đồng không có khả năng thanh toán trên chi trả để thích ứng với biến đổi khí hậu thường chịu rủi ro cao nhất. Vì vậy, về lâu dài, chính quyền bang sẽ không đủ tiền để củng cố và xây dựng thêm các công trình bảo vệ dân cư trước thảm họa khí hậu, ví dụ như cầu cống, đê biển chắn sóng, nâng cao đường xá, trừ khi chính quyền liên bang chịu chi cho các vấn đề đó, chứ tình huống đã là không xoay sở nổi. Mà Donald Trump thì còn lâu mới chịu chi mấy thứ đó. Tôi khuyên bạn nào muốn mua nhà ở Florida thì hãy đọc kỹ bản báo cáo của McKinsey để hiểu tình trạng của bang này. Nhưng tôi biết hiếm người Việt nào tại Mỹ có đủ khả năng tiếng Anh để tiếp cận và đọc được một bản nghiên cứu thị trường và kinh tế chi tiết như vậy. Người Mỹ gốc Việt cũng ít để ý đến khuynh hướng và tác động của biến đổi khí hậu đối với quốc gia mình đang ở. Họ không quan tâm nhiều về chuyện của trời đất, cho bằng chuyện ủng hộ cái ông Donald Trump nào đó đang là vị tổng thống chống China theo cách giả vờ của ổng. Và điều họ muốn chỉ là tìm kiếm cơ hội để đầu tư và chuyển đến sống ở nơi khá tuyệt vời, có khí hậu gần giống Việt Nam như là Florida. Thế là nhân cơ hội ấy, các tập đoàn và đại lý bất động sản Mỹ, Real Estate Sales Agents, đã lợi dụng tình thế trên để tạo nên một làn sóng mời chào và kêu gọi những người dân Mỹ gốc Việt và có khi cả dân Mỹ gốc Mễ, da đen, không hiểu biết đến đây mua nhà và định cư. Đừng nhé! Tôi khuyên các bạn thật lòng, như từng khuyên dân Sài Gòn chớ có đụng tay đụng chân vào Thủ Thiêm, quận 7, quận 8, Nhà Bè, Cần Giờ, trừ khi bạn nghĩ rằng mua nhà ở Florida là để sống và cuối cùng sẽ bỏ của chạy lấy người, nghĩa là nó đủ rẻ để hy sinh và làm chuyện đó. Và bạn cũng đừng nghĩ mua nhà ở đó, sửa lại cho đẹp, rồi sau đó bán cho một người da trắng nào đó. Họ sẽ chẳng mua đâu, vì họ hiểu hết tình hình tại đây. Cuối cùng, hãy chịu khó tìm hiểu về biến đổi khí hậu để quyết định số phận, cũng như cơ hội dành cho mình, dù là ở Mỹ, Australia hay Việt Nam. Ở mọi nơi này đều có lừa lọc, chối trá, tham lam, hạng người cố gắng làm giàu trên xương máu người khác, lợi dụng khủng hoảng xảy ra. Cái quan trọng là phải mở to mắt ra và nhận định tình hình. Có một bài báo trên Vietnam Investment Review tiết lộ rằng ngay cả những người Việt chuẩn bị đi định cư bên Mỹ cũng chọn mua nhà ở Florida và California, bang bị cháy rừng và hạn hán liên tục, như sau. The amount of property purchases made by Vietnamese nationals has been on the rise since 2012-2013. The report also indicates that Vietnamese buyers tend to favor properties in California, Florida. Ồ, họ chẳng biết họ đang làm gì đâu. Thoát một nơi được cho là thiên đường, để đâm đầu vào một thiên đường còn đầy hứa hẹn hơn.
Rồi đây thủy triều dân và các cơn bão có sức mạnh như Dorian vừa rồi có thể khiến con đường đến Mỹ của người Việt Nam trở nên nặng nề và khó đoán. Người Việt bên Mỹ cũng thường có khuynh hướng thấy đồng hương đổ xô đi đâu mua nhà và làm ăn được thì cũng bắt chước. Họ cứ nghĩ rằng chính phủ Mỹ sẽ bảo đảm cho sự an toàn của họ. Xin thưa rằng, ở Mỹ, sự an toàn được tính bằng số USD nằm trong tài khoản ngân hàng của bạn, mức tín dụng của bạn và cả bảo hiểm của bạn nữa. Và để có được những thứ đó, cuộc đời không là màu hồng. Này người Việt ơi, dù ở bất cứ đâu, làm ơn đọc các bài sau để biết về tình. Ha ha ha,